Nhất Khanh kính chào khán giả của Người Việt TV. Bản tin tối thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2015 là gồm các tin chính như sau. Chính phủ Hoa Kỳ mở chương trình giáo dục chống khủng bố ở Minnesota. Nga bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ về việc đưa quân tới Syria. Đồng Nai ngập nặng nhất trong 20 năm qua. Và sau đây là phần tin chi tiết. Chương trình thí điểm của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chống lại sự lôi kéo của thành phần khủng bố nhằm vào giới trẻ gốc Somalia ở tiểu bang Minnesota đang được bắt đầu. Chương trình gồm các huấn luyện khả năng lãnh đạo và các trợ giúp nhằm chấp hành phần đứa trẻ theo hướng tích cực. Chương trình ở Minnesota đặc biệt nhắm vào cộng đồng người Somalia, vốn là mục tiêu tuyển mộ của thành phần khủng bố. Khoảng 22 người trẻ đã rời khỏi Minnesota từ năm 2007 tới nay để gia nhập tổ chức Al-Shabaab ở Somalia, và cũng có khoảng hơn chục người ra đi để gia nhập hàng ngũ ISIS tại Syria. Có cáo buộc cho rằng chương trình này nhằm theo dõi cộng đồng người Hồi giáo. Tuy nhiên, biện lý liên bang là ông Andy Kluger khẳng định rằng cáo buộc này là hoàn toàn sai sự thật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cáo buộc là các quốc gia Tây Phương đang cố tình tạo ra tình trạng hoang mang về các hoạt động quân sự của Nga ở Syria. Nói rằng Moscow từ lâu nay vẫn công khai chuyển giao vũ khí và đưa các chuyên gia quân sự tới các quốc gia khác. Chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ sự quan tâm về các chỉ dấu cho thấy Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria, kể cả việc chuẩn bị gửi các đơn vị quân đội đến nơi này, thay vì là các toán chuyên gia quân sự nhỏ như trước đây. Tuy nhiên, Nga lên tiếng chỉ gửi các chuyên gia quân sự Nga tới Syria để giúp quân đội nước này nắm vững các sử dụng vũ khí được cung cấp. Tổng thống Vladimir Putin và các giới chức khác của Nga cũng xác nhận trong ít ngày gần đây, Nga đã gửi chuyên gia tới Syria để giúp huấn luyện quân đội quốc gia này sử dụng vũ khí Nga. Theo tin của VN Express, trận mưa kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường nội ô thành phố Biên Hòa ngập nặng, có nơi sâu đến cả mét. Hàng trăm người đi làm ca đêm về, nông dân chở rau đi bán bị kẹt dưới dòng nước sâu. Khu vực qua cầu Săn Máu, phường Trảng Dài bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an, dân quân được huy động để giúp người dân về nhà. Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho biết, cơn mưa lớn kéo dài hơn nhiều giờ trong đêm ngày 8 tháng 9 được xem là lượng mưa kỷ lục nhất trong nhiều năm qua ở Đồng Nai. Đại diện Phòng Quản lý Đô thị thành phố Biên Hòa cho biết, hiện nay thành phố có khoảng 23 điểm thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi có mưa lớn. Tuy nhiên, trận mưa lớn vừa qua gây ngập kéo dài ở nhiều nơi là do hệ thống thoát nước quá tải. Vừa rồi là bản tin tối thứ Tư ngày 9 tháng 9 năm 2015. Nhất Khanh kính chào và hẹn gặp lại.